Cũng có một lần cũng tặng quà, một món quà nó cũng hơi khá là mắc tiền, cũng mười mấy triệu, nhưng mà đối với tụi con mười mấy triệu đó thì con xem nó là một món quà xa xỉ. Thì con cũng có nói là mai mốt là mình đi ăn với nhau thôi, anh đừng có tặng quà đắt tiền quá, mình ngồi mình ăn với nhau là anh hạnh phúc rồi. Tại vì em xem phim em thấy người ta lãng mạn là tặng hoa nè, xong rồi đi đến một nơi nào đó có view thật đẹp, xong rồi một cái bữa tiệc với đèn cầy các kiểu, thì con đó mới lãng mạn chứ. Chết rồi, tụi con bị nhiễm phim ảnh quá nhiều rồi. Sinh nhật ở nhà mình là Hải Ngân, và cuộc sống gia đình của mình cũng có thể gọi là hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi Ngân cũng có một cái sự buồn ở đây, đó là chồng của Ngân cũng ít khi thể hiện tình cảm, ít khi lãng mạn. Thì bọn Quân không phải là một người thuộc tiếp lãng mạn. Mặc dù ở trên sân khấu mình biểu diễn cũng như là mình thể hiện tình cảm nhiều, nhưng mà ngược lại ở dưới sân khấu thì bọn Quân lại là một người ít nói. Nhưng mà cũng không sao, tại vì cả hai đều biết là vị trí của nhau cũng như là tình cảm dành cho nhau như thế nào. Thương nhau là đủ. Cái điều này khi mà tụi con chia sẻ với bất kỳ một ai, người ta cũng ngạc nhiên, thậm chí người ta không tin luôn. Vậy hả? Có thể những cái sự lãng mạn đó Bảo dành hết cho những cái từ ngữ ở trong những bài hát của Bảo viết. Tại vì em là một người theo cái tiếp thực tế, ở trên sân khấu em sến sao cũng được, nhưng mà khi mà bước ra khỏi sân khấu thì em lại là một kiểu khác. Khác là do tính cách của mình hay là do mình chủ động tạo một cái hình ảnh khác? Không, do cái tính của em là như vậy á. Ở nhà thì em không nói nhiều. Em nghĩ là do cái tính chất công việc của em là kiểu như là ở ngồi phòng thu á. Ngồi phòng thu và nghe nhiều hơn là nói á. Dần dần cái nó hình thành một cái thói quen đó. Nhà con có ba cái gian. Tầng trệt là để dành làm phòng ăn, nấu ăn, bếp, và có một bé chó nhỏ rất là dễ thương, là bé như sẽ ở dưới đó. Cái tầng cao nhất đó là tầng 2, đó là phòng làm việc của Bảo. Thời gian của Bảo dành hết ở trên phòng đó. Có khi một ngày tụi con nói chuyện với nhau không đến 10 tiếng chuyện. Vậy thì những cái ngày sinh nhật của con, hay là những cái ngày lễ tình nhân, hay là Tết đến nè, những cái hành động nào của Bảo thì theo con đó là lãng mạn nhất? Đối với con, cái sự lãng mạn ở đây là sắp đến ngày sinh nhật của con, Bảo làm gì cũng ưu tiên cho con hết. Ví dụ như đi ăn rồi, anh em muốn ăn gì nè, anh chở em đi ăn. Hoặc là đơn giản đây là ngày mai là sinh nhật rồi đó nghe. Vậy thôi, nhắc nhẹ vậy thôi. Tức là Bảo là cái người lúc nào cũng nhớ những cái ngày quan trọng đó. Mặc dù mình nghe nó có vẻ nó hơi khô cằn, nó cục mịch, nhưng mà nó chứa nhiều trong đó lắm, con cảm nhận được. Cũng có một lần cũng tặng quà, một món quà nó cũng hơi khá là mắc tiền, cũng mười mấy triệu, nhưng mà đối với tụi con mười mấy triệu đó thì con xem nó là một món quà xa xỉ. Thì con cũng có nói là mai mốt là mình đi ăn với nhau thôi, anh đừng có tặng quà đắt tiền quá, mình ngồi mình ăn với nhau là anh hạnh phúc rồi. Từng nhắc gần đây nhất là cái lúc nào? Không, cái lần gần đây nhất là em nhé. Tại vì em thấy là cũng lâu rồi không có làm gì mà kiểu như là lãng mạn tình cảm á. Thì em mới chủ động, em mới hỏi là thôi năm nay chắc anh mua gì anh tặng em nha. Em lại có kiểu đó, em không có làm bất ngờ đâu. Những người bất ngờ nó ngoài ý muốn của người ta. Dạ đúng rồi, đối với mình nó là một sự gì đó bất ngờ, nhưng mà đối với người ta nhiều khi không có đúng ý. Đúng rồi. Thì em mới chủ động, em mới hỏi như vậy, thì cô ấy nói là thôi được rồi, em không cần đâu, anh để dành tiền đi. Đó, thì em thực tế nữa, thì giờ kêu để dành tiền thì để dành tiền thôi chứ sao. Tôi không tặng gì luôn. Dắt đi ăn. Quan điểm của con á, tức là cái điều mà con muốn, cái điều mà con thích ở cái người chồng, người bạn trai của mình á, là thể hiện cái tình cảm của họ đối với mình theo hình thức như thế nào, theo cách như thế nào. Con và Bảo đều là hai đứa hướng nội, cho nên con thích cái sự thể hiện vừa nói vừa làm. Hoặc là ngày hôm đó Bảo nấu cho con một bữa ăn, nó đã là đủ, là đối với con là như một món quà và một cái sự lãng mạn rồi. Cái sự thể hiện nó không nhất thiết phải là bằng lời nói. Một cái hành động nhỏ, ví dụ như là thấy con đi làm về, xong ra đón, xách cái vali vô là đủ rồi. Đối với con chỉ cần như vậy thôi.
Vậy cái đoạn nào mà em nhớ nhất mà em cho rằng đó là cái sự lãng mạn nhất của em dành cho Ngân? Cái bước đầu á, có cái đoạn đầu á là cũng chở nhau đi ăn đi uống rồi 1-2 giờ đêm đi đón á, đó cái lần hẹn hò đầu tiên thì em nghĩ đó là cái lần mà lãng mạn nhất. Con còn mong muốn ở bảo một cái điều gì nữa để mà giống như là mình có thể kết luận là ảnh không phải là người khô khan, ảnh là người lãng mạn. Con chỉ mong là Bảo bây giờ nếu như mà Bảo đang muốn cái điều gì đó từ phía con thì Bảo nói với con cho con biết. Chứ đôi khi công việc hai đứa, một đứa ở lầu 2, một đứa tầng trệt và một ngày thì nói chuyện với nhau ít như vậy, đôi khi mà Bảo muốn gì đó Bảo không nói con cũng không biết được là Bảo đang cần gì nữa. Với lại con cũng mong là Bảo mỗi ngày mà con đi làm thì ở nhà Bảo nên tự chăm sóc bản thân mình, ví như là tự ăn uống, nấu ăn hoặc là tự đi mua order một cái món ăn mà mình thích, chứ đừng có đợi con về như vậy. Nó làm cho con cũng bị cũng bị áp lực, sự bị áp sót lực chứ. Như vậy là lo làm luôn rồi quên luôn chăm sóc bản thân luôn. Dạ đó. Có đôi lúc là quên ăn, quên tắm luôn. Vợ phải nhắc nhở hả? Có. Đúc luôn mà. Có. Em thấy hạnh phúc với điều đó hả? Em thấy mới đầu thì em cũng thấy hơi kỳ nhưng mà về sau cái em thấy quen rồi. Kiểu em ngồi em làm bài vậy nè, rồi quên. Cái em tận hưởng luôn. Tụi con quen nhau lâu chưa? Dạ tụi con quen nhau 5 năm rồi cô. 5 năm rồi? Dạ. Mà lúc gặp nhau là gặp nhau ở đâu, trong cái môi trường nào? Lúc lần đầu tiên gặp nhau là gặp ở trong một cái câu lạc bộ võ thuật. Con thì con đi tập võ thêm để con, đôi khi con đi phim hành động. Bảo đến sau thì với cái vai trò đàn em thôi. Thì ngày hôm đó Bảo lên Bảo tập. Và ngày đầu tiên lên thấy anh em trên này đang mặc giáp vô hết xong rồi đánh nhau. Xả Bảo lên, Bảo sợ quá Bảo đi về luôn không tập luôn. Bây giờ là Bảo có biết võ chưa? Xong rồi một thời gian rất là lâu sau, chắc là Bảo suy nghĩ kỹ lại muốn thử thách bản thân hay sao đó, thì chuyến này lên là mới tập nữa. Tập được một thời gian thì hôm đó con cũng đi phim. Thì tối đó về con lại hết tiền. Sao mình về nhà được ta? Tiền đâu mà trả tiền Grab? Bây giờ mình nhờ ai đây? Sao con mới nhờ Bảo? Anh Ngân mới điện cho em, nói bây giờ anh đang ở đâu vậy? Em cần, em hết tiền đi Grab rồi. Mà bây giờ em, cái thẻ ATM của em không có rút được. Cái cớ đó vậy mà cái cũng cớ, được nữa hả? Cái cớ đó, anh đón em đi. Thì lúc đó là đi một cái con 67. Chiếc 67 cổ. 67 mà đứa nào cũng cao trên 1m7 hết. Nó cứ tẹt. Vậy hả? Dạ. Coi như là tình yêu bắt đầu từ cái xe 67 đó. Từ cái xe 67. Đến với nhau quá trời phim ảnh còn gì nữa. Giống như phim Hàn Quốc vậy đó. Quá là lãng mạn luôn đúng không? Thì bây giờ cô phải hỏi cái lý do tại sao mà nó lại cứ ở trên cái lầu 2 hoài. Chị ơi, cái câu chuyện của chị ở ngoài này đó, em với chị có một điểm tương đồng là một cụm từ giống như nhau, y như một đoạn phim điện ảnh trên chiếc xe 67 á chị. Quá trời lãng mạn luôn đúng không? Đâu, con thấy đâu có lãng mạn lắm đâu ta. Nhưng mà bạn Ngân có nhắc tới một món quà rất là có giá trị. Nhưng mà em hỏi Bảo nói không, đời chưa tặng cái gì có giá trị cho vợ hết á. Đâu, em nhắc đi, em nhắc cái món quà đó đi. Có một năm mà anh tặng cho em cái iPad 10 mấy triệu á. Cũng 10 mấy triệu á. Khóc hả? Có khóc luôn hả? Em không nghĩ, em không nghĩ lúc là đó khóc lúc đó. Thời điểm đó là thời điểm dịch, hầu như là không đi làm được luôn. Mà sao mà lại mua cái món quà đắt tiền như vậy? Điện thoại thì đã có xài rồi, nhà thì máy tính dư xài. Nhưng mà từ khi mà mua cái máy tính đó về, nó lại phát sinh thêm một số công việc, ví dụ như là viết biên kịch, viết này viết kia ngắn nữa, nó đó, lại phát sinh thêm. Thật ra là do con tính toán hết rồi. Còn ngoài này á, thì là thắc mắc cái vụ lầu 2. Cái giọt nước mắt rơi ra cũng từ cái lầu 2 mà ra. Dạ. Lẽ về đặt cái lầu 2 đi con. Không được đâu. Cái lầu đó là lầu kiếm tiền mà. Có đoạn là 2-3 ngày ở trên đó luôn á. Thì đó, 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 đó. Mà chị phải nhắc luôn cái đoạn là đang ngồi làm quay qua cơm. Em đút cơm luôn hả? Đút cơm tận miệng luôn. Chị Vân giới thiệu là vợ chồng không có lãng mạn, mà nghe từ cái đoạn xe 67 cho đến cái đoạn là đi lên đút cơm nha, ngồi đúng ăn. Rồi làm sao mà Bảo không lãng mạn? Thấy Ngân mong đợi cái gì thêm ở chỗ Bảo? Con thấy cái đó đâu phải lãng mạn đâu ta. Thấy cũng bình thường mà cô. Vậy là Ngân còn mong thêm cái gì nữa? Ủa chứ theo tụi con lãng mạn là như thế nào?
tại vì em xem phim em thấy người ta lãng mạn là tặng hoa, tặng hoa nè, xong rồi đi đến một nơi nào đó có view thật đẹp, xong rồi một cái bữa tiệc với đèn cầy các kiểu, thì con đó mới lãng mạn chứ. Chết rồi, tụi con bị nhiễm phim ảnh quá nhiều rồi. Cái đó nó là lãng mạn không thực tế. Thì nếu như không thực tế đó thì nó sẽ rất không xảy ra bình thường ở cuộc sống thực tế. Chị ơi, em kể cho chị nghe một sự lãng mạn thực tế. Chồng thì ngồi làm nhạc, vợ thì trang trí nhà cửa đó. Và khi người ta gọi bánh tét tới đi giao, chồng bỏ nhạc xuống chở vợ đi, lấy bánh tét. Trời phim ơi, đó là phim có thiệt đó chị. Của nhà này nè. Mà cái đó em thấy lãng mạn không? Dễ thương quá không? Trời quá luôn chị. Trời dạ. Luôn. Vậy là lãng mạn hả cô? Đúng con rồi. Nghĩ đó là cuộc sống thường nhật, cơm máu gạo tiền chứ. Nãy có một số giọt nước mắt của cô bé vợ. Bây giờ cô bé vợ nói đi, cái nước mắt đó lý do tại sao, nói cho bé chồng nghe đi. Nhưng mà mai mốt có gì thì nói, có bệnh trong người hay là có khó chịu ở đâu đó, có đói thì cũng tự kiếm ăn nha. Sẵn đây cô phê phán giúp con cái chuyện mà suốt ngày cứ ăn mì gói thôi. Vậy là cuối cùng là cô vợ cũng không có đòi hỏi gì thêm về sự lãng mạn, mà suy cho cùng lại là cái sự chăm sóc bản thân mình. Yeah. Cho nên bây giờ là Bảo không cần giải thích với cô Hồng Vân hay với chị, mà là Bảo phải nói gì đó với vợ kìa. Đúng chứ, cái yêu cầu của vợ. Thì nói từ cái chuyện ăn uống thì thật ra em cũng không cần ăn ngon, em cũng không cần ăn nhiều, ăn mỗi ngày. Nhưng mà ăn với cái người nào mới là quan trọng. Anh đợi em về để ăn. Đó, nhiều khi em ăn rồi cũng, em nói em ăn rồi thì cũng ok, nhưng mà ngồi xuống mình ngồi với cái bữa cơm đó thì mình mới thấy nó là một cái gia đình. Bây giờ ngược lại là vợ chưa lãng mạn đó, ngộ ghê luôn á. Chính Bảo hồi nãy cũng chia sẻ là vợ em là rất là có cái khả năng bảo bọc cho người khác. Cho nên là thì khi Bảo hiểu vợ như vậy á, nghĩa là những cái người mà bảo người khác á thì người ta hay có khuynh hướng là cảm thấy mình hơi có lỗi. Dạ. Khi mà mình lại không có lo được cái người mà mình đáng phải lo. Cho nên cái câu chuyện của chúng ta nó, mặc dù có thể với những gia đình khác là nó rất là nhỏ, nhưng mà thì thôi em đã ở nhà công việc rồi, rồi vợ đi thì cho vợ một cái sự yên tâm bằng cái chuyện là thông tin cho vợ kịp thời. Anh ăn rồi. Anh ăn như thế nào rồi anh chờ em cái gì thôi. Thì chị nghĩ rằng là nó là cái sự giao tiếp nhiều hơn. Chứ còn chị Vân ơi, trong cái thời điểm cuối năm như vậy đón Tết á, thực sự cái câu chuyện của hai bạn nó cũng đem lại cái không khí cho các gia đình thấy có sự ấm áp, thấy có sự yêu thương rất là nhiều để biết cách quan tâm với nhau. Chị hy vọng rằng là cái câu chuyện hôm nay mình đã kể ở đây về cái tụi em tăng cường hơn những cái buổi mà ăn cơm chung với nhau, chồng chở vợ đi tập võ, mặc dù không còn chiếc xe 67 ngày xưa, nhưng mà dù là phương tiện gì, cái sự đồng hành phía trước của tụi em, chị gửi đến tụi em lời chúc lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ như thế này. Yeah. Đúng rồi, đầu tiên là cảm ơn hai bạn đến với Mảnh Ghép Hoàng Hảo. Yeah. Cái thứ hai nữa là thông qua câu chuyện này thì khán giả có thể hiểu thêm một cái khía cạnh khác về sự lãng mạn. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta phải đến lúc chia tay nhau rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau trong chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo.